lãnh án 5 năm tù vì dùng kéo đâm con nợ chậm trả tiền. Tòa án Nhân dân huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Minh Tuấn, 23 tuổi, ngụ xã Long Hậu, huyện Lai Vung về hành vi cố ý gây thương tích. Cuối năm ngoái, Tuấn có cho Dương Văn Thạnh vay số tiền 5 triệu đồng. Theo thỏa thuận thì Thạnh trả nợ gốc và lãi trong 24 ngày, mỗi ngày 250.000 đồng, tổng cộng là 6 triệu đồng. Thạnh trả cho Tuấn được 12 ngày là 3 triệu đồng, chậm trả 4 ngày nên Tuấn nhiều lần gọi điện thoại đòi nợ và chửi Thạnh. Khi Thạnh hẹn Tuấn ra trả 1 triệu đồng của 4 ngày chậm trả thì cả hai lời qua tiếng lại và xảy ra xô xát. Lúc này Tuấn mở cốp xe lấy một cây kéo kim loại đâm hai cái trúng vào vùng lưng và ngực trái của Thạnh gây tỷ lệ thương tật 36%. Thạnh bỏ chạy vào nhà dân và được người dân đưa đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện đa khoa Sa Đéc. Tại tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình nên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Minh Tuấn 5 năm tù giam và bồi thường cho bị hại số tiền gần 90 triệu đồng.